Tối 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có buổi gặp gỡ với ông Huỳnh Văn Nén và gia đình để thương lượng về số tiền bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén. Tại buổi thương lượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đồng ý bồi thường với số tiền là 2 tỷ 653 triệu 400 nghìn đồng cho ông Huỳnh Văn Nén. Đáng chú ý, trong lần thỏa thuận này, nhiều nội dung đã thỏa thuận trước đây giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận với gia đình ông Huỳnh Văn Nén bị bác bỏ. Trước đó, sau 3 lần thương lượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đồng ý bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén và gia đình với số tiền là 10 tỷ 72 nghìn đồng. Thế nhưng, phía gia đình ông Huỳnh Văn Nén vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận bồi thường là 14 tỷ 137 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, phía Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ hạ xuống tổng mức bồi thường chỉ còn 2 tỷ 653 triệu 400 nghìn đồng.